Sáng sớm ngày 6 tháng 8, lực lượng kép đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công trên bộ với nhiều mũi xung kích xuất phát từ tỉnh Sumy tràn vào lãnh thổ Nga tại vùng Kurs. Thông tin sơ bộ cho thấy đợt tấn công có sự tham gia của hàng chục xe tăng thiết giáp cùng khoảng 300 tay súng. Định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đã tiến sâu ít nhất 7 km. Qua đó, quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn như vậy nên tình hình vẫn chưa rõ ràng. Theo hướng Bokros Adipka, lực lượng Moskva tiếp tục tiến dọc theo các cánh đồng nhằm mục đích bao vây đối phương tại làng Zelenet. Trên mặt trận Donetsk, tại New York, quân đội Nga đã tiến ít nhất 1 km về phía Bắc, chiếm phần lớn thị trấn. Các thông tin cho rằng nhóm quân Ukraine đã hoảng loạn tháo chạy khỏi nồi hầm để rút lui về phía Bắc. Trước khi đó ở Taurat, lực lượng Moscow đã giành thắng lợi trong ngày thứ hai liên tiếp, mở rộng vùng kiểm soát tại phía Bắc khu mỏ Bichine. Trước khu vực Kherson, lực lượng Kiev đã nhiều lần cố gắng tiếp cận khu vực Tendrasbit bằng một số xuồng cao tốc, tuy nhiên các đợt đột kích này đều bị đẩy lùi. Sau khi tổn thất nặng nề, những chiếc xuồng còn lại đã rút lùi. Đây là bản đồ chiến sự tại Kurt ngày 6 tháng 8, trong đó lãnh thổ Nga là phần màu tím, những mũi tên xanh thì hiện hướng tấn công Kiev, khu vực màu xám là nơi họ đã tiến vào. Theo kênh Radoka, tại khu vực Ocheratine ở tây bắc Adipka, lực lượng Moscow tiến vào Zelani từ hai hướng cùng lúc, đang chuẩn bị đột phá tới Novogrodoka là diễn biến đáng chú ý trong ngày 6 tháng 8. Cụ thể, lực lượng Moscow cùng lúc xông vào Zelani từ hai phía, phát triển dọc theo đường dây, giành quyền kiểm soát vững chắc nhà ga cùng tên, cũng như là những ngôi nhà xung quanh. Bên cạnh đó, họ cũng chiếm các tòa nhà ở ngoại ô phía đông bắc ngôi làng trên hướng tiếp cận từ Vochie. Lực lượng Moscow đã cắt đứt nhóm quân Kiev ở Zelani tại cây cầu bắc qua sông Vochia nằm đối diện với Novoselovka 1. Sau đó họ tiếp tục tấn công Kamyshevka và Bechyye. Dựa trên tình hình bi đát hiện tại, quân đội Ukraine có thể sớm tháo chạy khỏi Zelani, cố gắng rút lui về phía nam tới Novozelani, sau đó tiến đến Novokrodoka, nơi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga. Nhận định trên được chứng minh bằng việc lực lượng Moscow chiếm một phần Sergeyevka bởi nếu chưa đánh sập được cứ điểm này, họ sẽ khó đột phá tới Novogrodoka dọc theo đường dây. Ở phía Bắc, Nga đã đẩy lùi đối phương khỏi hầu hết Ivanovka, kiểm soát hoàn toàn Timofeyevka. Chúng ta cùng xem bản đồ chiến sự tại Ocheratine. Phía Tây Bắc Adivka ngày 6 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được. Kiev phản kích theo những mũi tên xanh. Kiev bất ngờ đột kích vào lãnh thổ Nga. Kênh Ruba cho biết, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu Ukraine tại Kharkov, Kiev, Mykolaiv cũng như là Dnipro, Petrov. Trên mục Olesan Kalinovo, các mũi xung kích Nga đã đột phá các tuyến phòng thủ Ukraine ở trung tâm Nohokrodeske, New York, tiến thêm 1 km về phía bắc bên trong khu định cử. Vì hướng Kherson, Kiev đã cố gắng đưa lực lượng đổ bộ lên Tetraspit nhưng bất thành. Sau khi mất 3 chiếc xuồng cùng nhiều binh sĩ, họ đã phải rút lui về vị trí ban đầu. Đây là bản đồ chiến sự tại Torres, New York ngày 6 tháng 8, trong đó Nga kiểm soát phần màu đỏ, cơ mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Về hướng Bắc Ukraine, quân đội Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công liều lĩnh của đối phương ở các khu vực biên giới vùng Kurt, kèm theo là cuộc pháo kích hàng loạt vào các khu định cư. Tính đến 5 giờ sáng nay, tình hình vẫn khó khăn ở quận Suza thuộc khu vực Kurs. Lực lượng kép đã cố thủ ở khu vực biên giới bất chấp các cuộc tấn công không kích dữ dội. Ở khu vực phía Bắc, các đơn vị Ukraine chiếm các khu định cư Nikolaevo, Daryano, Daryano và Severdiskovo. Chiến tuyến cụ thể trên đường cao tốc Riske và Suza vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều khả năng là sau khi một nhóm thiết giáp bị phá hủy, các mũi xung kích Ukraine đã rút lui. Về phía đông nam, Kiev có thể mở rộng vùng kiểm soát dọc theo đường cao tốc 38K004, tiến về phía vùng ngoại ô phía tây Suza và Goncharovka. Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu định cử. Tình hình vẫn căng thẳng ở làng Olesia. Tại đó, quân đội Nga đang tham gia vào những trận chiến ác liệt với đối phương đông đảo hơn về số lượng, thực tế là bị bảo vệ. Thông tin sơ bộ cho thấy có tới 400 tay súng Ukraine đang ở trên khu vực do họ kiểm soát ở vùng Kurt. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Kiev tiếp tục triển khai thêm lực lượng dự bị đến khu vực này. Bộ đội Ukraine cũng đã tập trung đông đảo ở Yunakovo, từ đó họ di chuyển về phía Selikovo và Basurka, hoặc về phía Gocharovka vượt cơ khẩu biên giới Soja. Trong suốt cả ngày, dân thường Nga đã được sơ tán khỏi Soja, chủ yếu là tự di tản dưới sự pháo kích của đối phương, đồng thời Ukraine giải mìn từ xa trên đường cao tốc Soja, Belisa, làm phức tạp cả việc sơ tán dân và việc tái triển khai các đơn vị Nga. Song song với điều này, Ukraine đã tích cực phát tán nhiều loại tin giả khác nhau trong suốt cả ngày. Một trong số đó là giả mạo lời kêu gọi tất cả mọi người đến các văn phòng tuyển quân để nhận vũ khí của người đứng đầu khu vực Kurs và Alexei Shiminov. Các sự kiện ở Kurt chứng minh rằng hoạt động này đã được Ukraine lên kế hoạch trong một thời gian dài. Cuộc tấn công có thể tiếp tục trong ít nhất là vài ngày nữa, đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng kép tập trung đáng kể ở khu vực biên giới. Và có vẻ như trong tương lai gần, họ sẽ cố gắng mở rộng thêm vùng kiểm soát, bất chấp tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Tất cả những điều này được thực hiện để lấp đầy phương tiện truyền thông Ukraine bằng thành công trong các trận chiến trên lãnh thổ Nga, nhằm làm lưu mờ sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Kiev ở các khu vực khác. Chúng ta cùng xem bản đồ chiến sự tại vùng Khớt ngày 6 tháng 8. Trong đó lãnh thổ Nga là phần màu đỏ, các mũi xanh đỏ thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ. Ukrainska Pravda đưa tin, trong báo cáo tối ngày 6 tháng 8, Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày đã xảy ra 107 cuộc đụng độ, đối phương đang tích cực tiến công nhất theo hướng Bokros ở Báo cáo có đoạn, đối phương đã thực hiện hai cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng 3 tên lửa và 53 cuộc không kích, thả 67 bom KB ngoài ra họ còn sử dụng 557 UAV và thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau bộ tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kubiaska, Liman, Sivers, Kramatorsk, Torres, Kurakovsky, Veremovsky và Dnieper ở các khu vực khác tình hình không thay đổi đáng kể theo hướng bokros Adipka trong 24 giờ qua đã có 31 trận chiến diễn ra gần các khu vực đông dân cư lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công, 6 cuộc vẫn đang diễn ra. Thống kê sơ bộ cho biết 235 binh sĩ đối phương bị vô hiệu hóa, 101 trong số đó đã thiệt mạng. 7 hầm trú ẩn, 10 UAV các loại và 4 phương tiện cũng đã bị phá hủy. Ngoài ra, một UAV trên mặt đất, 9 khẩu pháo và 4 xe đã bị hư hại, báo cáo viết. Dispatch cho thấy xe tăng và trực thăng KA-52 đã bị phá hủy ở Kurt. Cảnh State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine 3UR đã công bố những bức ảnh về những gì có vẻ là thiết bị của Nga bị phá hủy ở khu vực Kursk, nơi mà theo một số báo cáo, lực lượng kép đã đột phá vào hôm thứ Ba ngày 6 tháng 8. Một trong những bức ảnh chụp từ UAV cho thấy một chiếc trực thăng bốc cháy, một chiếc KA-52 bị bắn hạ, có lẽ là ở khu vực Kursk. Chủ tịch của bức ảnh cho biết, một bức ảnh khác cho thấy hai xe tăng bị phá hủy, hai xe tăng Kassab bị phá hủy trên chiếc xe kéo ở lối vào Suza, một thành phố ở khu vực Kursk những bức ảnh đẹp về thiết bị của đối phương bị phá hủy đã xuất hiện trực tuyến. Chi tiết và hoàn cảnh đang được làm rõ, đối phương phải chịu tổn thất về thiết bị và nhân lực ngày hôm nay, các nhà phân tích của Deepstate giải thích. Loạt vụ nổ vang dền ở Sumi, Ukraine báo động trong hơn 14 giờ liền. Sushbune đưa tin, dạng sáng ngày 7 tháng 8, hai vụ nổ vang dền đã được ghi nhận ở tỉnh Sumi, giáp với vùng khớt của Nga. Đại diện chính quyền vùng Sumy, ông Alexei Dozanko trên Telegram cho biết phòng không đang hoạt động trong thành phố, báo động công kích đã diễn ra trong 14 giờ. Vào lúc 1 giờ 16, ông Dozanko báo cáo rằng sau khi bán hạ mục tiêu của đối phương, các mảnh vỡ có thể rơi xuống và hậu quả là gây ra thiệt hại hỏa hoạn. Ông cũng kêu gọi người dân Sumy cẩn thận. NATO hé lộ video phi công Ukraine tập luyện trên tiêm kích F-16. European Prada dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của NATO đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh phi công Ukraine tập luyện trên máy bay chiến đấu F-16. Những chiếc đầu tiên trong số đó đã hoạt động trên bầu trời Ukraine. Cụ thể, đoạn video ngắn về quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Ukraine lái F-16 tại Đan Mạch đã được đăng lên trang X Twitter chính thức của NATO. Một trong những phi công cho biết F-16 rất thú vị khi lái, mặc dù máy bay MiS của Liên Xô không quá nhàm chán, tuy nhiên F-16 chắc chắn thích nghỉ hơn, nó di chuyển rất dễ dàng. Thiếu tướng không quân Đan Mạch truyền đềm, bình luận rằng f 16 mặc dù là một mẫu khá cũ, đã được nâng cấp nhiều lần. Bây giờ nó là một máy bay rất hiện đại, có thể so sánh với các chiến đấu cơ tốt nhất của phương Tây, ông lưu ý. Cơ quan báo chí của NATO nhắc lại rằng Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy đang cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ ủng hộ Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.